quay trở lại với siêu thị Kim Tiến. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu bồn cầu điện tử đến từ thương hiệu thiết bị vệ sinh Compo. Thì các bạn có thể thấy bồn cầu này được thiết kế với cái kiểu dáng hoàn toàn trơn láng, cũng như là nó sử dụng công nghệ Sephiotech, công nghệ chống bẩn bẩn lên men sứ, giúp cho men sứ luôn giữ được vẻ sáng bóng cũng như là hạn chế được việc rong rêu bám bẩn lên bồn cầu. Thì bồn cầu này có mã số đó là CS985VA. Thì bồn cầu điện tử này là một dòng bồn cầu của Neores. Thì đây, thiết kế được làm theo kiểu hình vũ trụ cùng với nắp điện tử là nắp đóng êm, rất tiện lợi. Thì bồn cầu này có những chức năng gì? Đầu tiên đó là những chức năng như là rửa trước, rửa sau. Và hơn nữa thì cũng sẽ có những chức năng như là sấy khô bạn ngồi, điều chỉnh được nhiệt độ cũng như là điều chỉnh được cái vòi xịt ra trước sau như thế nào đó để cho phù hợp hơn. Và hơn nữa thì bồn cầu này còn có chế độ cảm biến, đó là và sẽ tự động xả trong vòng 24 giờ nếu không có người sử dụng, rất thích hợp. Hơn nữa thì bồn cầu này các bạn có thể thấy đó là sử dụng hệ thống xả siphon jet. Đây, hệ thống xả siphon jet ở đây giúp cho đẩy nhanh các vết bẩn đi xuống chỉ trong một lần xả. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết và sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.